Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau, mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi bản tin tối nay. Bản tin cập nhật tình hình dịch Covid-19 từ ngày 27 tháng 4 2021 đến ngày 10 tháng 1 2022 cụ thể như sau. Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng bản tin cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tính từ ngày 27 tháng 4 2021 đến 15 giờ ngày 10 tháng 1 2022 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày, số ca mắc trong cộng đồng 89 ca, cộng dồn đó thì hiện tại là 31.508 ca. Số ca khỏi bệnh được là 92, cộng dồn đó thì hiện tại là 27.097. Số ca tử vong trong ngày là 12, cộng dồn là 454 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly y tế là 1.178 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly tại nhà là 2.779 ca. Tiêm ngừa vaccine phòng chống Covid-19, dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ một mũi đạt 100%, dân số từ 18 tuổi tiêm mũi 2 đạt 98%, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm một mũi đạt 100%, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi là 96,8%. Rồi bây giờ Cuộc Sống Miền Tây cũng xin tạm dừng bản tin tối nay. Xin chúc quý cô chú, anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và hãy đón xem những bản tin kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin mến chào và bà con cũng nên thực hiện tốt thông điệp 5K. Xin tạm biệt.